phát hiện chủ động bệnh lao và lao tiềm ẩn tại cộng đồng. Thông tin từ chương trình chống lao quốc gia vừa cho biết, dự án của cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USUP hỗ trợ chấm dứt bệnh lao đã hoàn thành 8 đợt của chiến dịch phát hiện chủ động ca lao và lao tiềm ẩn tại cộng đồng ở các tỉnh, thành phố Nghệ An, Tiền Giang, Tây Ninh, Cần Thơ, Đồng Tháp và Thái Bình đã kết thúc trong tháng 11 năm 2021. Chiến dịch đã sàng lọc bệnh lao cho người tiếp xúc, hộ gia đình của bệnh nhân lao phổi được chẩn đoán trong vòng 2 năm tính tới thời điểm thực hiện. Các nhóm nguy cơ cao bao gồm người già trên 60 tuổi, bệnh nhân tiểu đường, người hút thuốc lá, người mắc bệnh nền hoặc bệnh hô hấp mãn tính và nhóm bệnh nhân lao cũ đã hoàn thành điều trị. Người dân đến khám sàng lọc bệnh lao được chụp phim X quang, xét nghiệm Genexpert và TST miễn phí. Đại diện dự án cho biết, chiến dịch phát hiện được 136 ca lao hoạt động và 499 ca lao tiềm ẩn. Đặc biệt, tại các chiến dịch phát hiện chủ động bệnh lao ở cộng đồng của 7 tỉnh, thành phố, dự án đã lắp đặt thiết bị trí tuệ nhân tạo COPS, hỗ trợ kỹ thuật để cán bộ chẩn đoán hình ảnh của đại phương phối hợp đọc cùng trí tuệ nhân tạo AI DL theo quy trình hướng dẫn đã thống nhất với chương trình chống lao quốc gia. Kết quả bước đầu cho thấy, AI DL giúp cải thiện chất lượng phát hiện ca lao trong cộng đồng, giảm thiểu việc thực hiện xét nghiệm Genexpert không cần thiết. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Viết Nhung, chủ nhiệm chương trình chống lao quốc gia, giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương, cho biết, trước đây, chúng ta đợi người dân có triệu chứng đến khám, phát hiện lao, nay chúng ta phải chủ động đến với người dân. Thông qua chương trình mà bản đồ tầm soát lao được hình thành, đây sẽ là chiến dịch tầm soát như phòng, chống COVID-19. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phát hiện và điều trị lao tại các tỉnh, thành phố đã phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Do vậy, dự án đã phối hợp với các tỉnh, triển khai chiến dịch theo đúng hướng dẫn triển khai các hoạt động tăng cường phát hiện bệnh lao trong bối cảnh dịch COVID-19 của chương trình chống lao quốc gia để đảm bảo an toàn cho người tham gia và cán bộ y tế. Dự án USUP hỗ trợ chấm dứt bệnh lao nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa tổ chức FHI360 và của chương trình chống lao quốc gia. Dự án đang triển khai hoạt động phát hiện, điều trị và dự phòng lao để hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Dự án được triển khai tại 7 tỉnh trọng điểm được chọn với các sáng kiến và các mô hình tiếp cận mới để tiến tới mục tiêu tăng cường phát hiện bệnh lao đưa vào điều trị hơn 90% người được phát hiện và đảm bảo điều trị thành công ít nhất 90% bệnh nhân lao. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.